gắn bó với cuộc sống của đồng bào Bru Vân Kiều từ bao đời nay. Và đây là một trong những sản phẩm đan lát được làm ra dưới đôi bàn tay khéo léo của đồng bào. Trọng Hóa là xã biên giới của huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi có cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Đặc biệt, bản Sô Ta Vờng là một trong những điểm đến du lịch trải nghiệm đang được du khách vô cùng yêu thích bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với những làn mây trắng bồng bềnh ôm lấy bản làng, vờn quanh núi rừng khe suối như chốn bồng lai tiên cảnh. Cùng với đó là những phong tục tập quán cổ truyền, những nét văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc. Nhìn từ trên cao xuống, những nếp nhà sàn xinh xắn ở bản làng này hệt như những nốt nhạc được viết lên khung nhạc của núi rừng, tạo nên ấn tượng vô cùng đặc biệt. Bên cạnh được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, được khám phá bản Sô Ta Vờng, đến với xã Trọng Hóa, quý vị và các bạn còn được tìm hiểu về nghề truyền thống gắn bó với đồng bào từ bao đời nay. Đan lát là nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Những sản phẩm đan lát thủ công đặc trưng chủ yếu là gùi, mâm cơm, giỏ đựng cá, giỏ đi rừng. Theo những người có uy tín ở đây thì những sản phẩm đan lát thủ công này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn chứa đựng nét văn hóa độc đáo, thậm chí là linh hồn của cả tộc người. Nhiều sản phẩm trở thành lễ vật không thể thiếu trong các dịp quan trọng như lễ Tết, cưới hỏi. Thưa anh, nghề đan lát ở đây thì có từ bao lâu rồi ạ? Tôi lớn lên chỗ ông bà từ thời xưa là chỗ truyền thống cái đan lát á. Là bản thân tôi thì cũng luôn cái hy vọng muốn tiếp thu lại. Các sản phẩm đan lát này thì gắn bó với cuộc sống của đồng bào như thế nào ạ? Thế nên là vừa đầu tiên là phải cọ cái mâm này với cọ cái nhang này với cái tép á, không là không cho cái vô về theo mình như nữa, phải làm bắt buộc làm phong tục nữa. Kho đầu tiên là vô đi lại nguyên liệu về thôi. Lúc nguyên liệu xong về nhà thì cũng rất nhẹ, đan thì nói chuyện vui vẻ. Ngày mùng làm thì cũng rất buồn, gần nhau thì nói chuyện cả làm cả nói chuyện thì cũng rất vui, cả nhẹ nhàng. Kỹ thuật đan lát của đồng bào Bru Vân Kiều không khác mấy so với kỹ thuật đan của người Kinh ở miền xuôi. Nhưng về hoa văn thì có nhiều điểm khác biệt do quan niệm về tín ngưỡng và thiên nhiên khác nhau. Mỗi cụm hoa văn được trang trí trên một sản phẩm đan lát vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa mang dấu ấn tín ngưỡng của đồng bào. Đó là tục thờ thần linh và mong muốn các vị thần giúp cho con người sinh sống yên bình, cho vạn vật sinh sôi, mùa màng tươi tốt. Để tạo ra những sản phẩm đan lát như thế này thì các chị sẽ trải qua những công đoạn như thế nào ạ? Có nhiều công đoạn. Thứ nhất là đi chặt vật liệu về, cạo đi cái phần chanh hả ná, rồi là che ra, rồi phơi khô nữa. Mình phải đan cẩn thận, đan cho tỉ mỉ đúng hoa văn. Chị có thể giới thiệu về những cái sản phẩm đan lát ở đây được không ạ? Cái này gọi là cái con dùng để bò rửa bò dao đi làm việc. Cái này là cái nhang để dùng để bò măng hoặc chúc cá đi tuốt lúa, bao chi cũng được. Còn cái này là cái mâm để ăn cái gia đình nhá. Người trên này là họ hay dùng cái này để bò cơm. Cái này là dùng để bò côi hoặc bò keo, bò hạt tre khi khách cưa đến trái cây. Cái này là cái âm dùng để âm mâm nước á. Trải qua biến thiên của thời gian, nghề đan lát của đồng bào Bru Vân Kiều ở xã Trọng Hóa cũng từng có lúc bị mai một. Nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng của người dân, nghề đan lát đến nay vẫn là một nghề truyền thống mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào. Quyết tâm giữ nghề, phát triển nghề để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của quê hương mình, đó là tâm niệm của mỗi người dân dưới chân núi Giang Màn. Quả là không đơn giản để làm ra những sản phẩm đan lát kỳ công và tỉ mỉ như thế này. Quý vị hãy đến với xã Trọng Hóa để tìm hiểu về những sản phẩm truyền thống này quý vị nhé.